Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của Hiếu. Thì hôm nay có một đoạn phóng sự nói về cái việc lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng. Đội quốc sư Thích Minh Tuệ không trượt phát nào. Thì hiện tại đây, đoạn phóng sự cũng nói rất là rõ ai mới là người sách động ở đây, sách động quần chúng để mà làm loạn ở trên mạng xã hội, thưa quý vị khán giả. Đó, thì chúng ta nghe thì chúng ta sẽ hiểu rõ hết mọi cái sự việc này. Chính bà ấy mới là người sách động chứ không phải là sư Thích Minh Tuệ. Đó, nhưng mà những người mà đi theo ủng hộ cho bà này lúc nào cũng binh vực bất chấp thì làm cho mọi người rất là bức xúc. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người từ trước đến giờ đã và đang ủng hộ và bây giờ đây thì cũng quay xe với bà ấy. Khi mà đụng chạm đến sư Thích Minh Tuệ là tất cả đều sẵn sàng để mà đáp trả bà này. Thì để cho vị khán giả hiểu rõ hơn về cái câu chuyện lùm xùm này, ai mới là người sách động ở đây, thì mời vị khán giả cùng đến với cái đoạn phóng sự sau đây nhé. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra nghe. Chúc quý vị khán giả theo dõi kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và mời vị khán giả cùng nghe. Sau phép thử của chị Cuộn Kim Cương thì phải nói chị đã rất đài, dân tình quay lưng. Giới trí thức bày tỏ sự coi khinh chị không thương tiếc. Họ nói chị chỉ là con tép riêu, là cất loại 3 mà cứ nghĩ sô-cô-la loại 1 là trọc phú, nên dù có rác lên vàng kim cương nhưng cũng không che giấu nổi cái sự thất học. Hôm nay, chúng ta đến với câu hỏi: ai mới là người sách động? Ai mới là đối tượng gây chiến tranh tâm lý, nhiễu loạn đất nước? Thứ nhất, trong bối cảnh thầy Minh Tuệ đang ẩn tu, thiên hạ cũng lắng xuống, ba sọc, bốn que gần như cũng không quan tâm gì đến thầy nữa. Thế là một ngày, có một mụ quốc mẫu tự dưng đòi quốc, rồi phân tích đúng sai về ông Minh Tuệ. Hành động ấy của bà này đã khơi mào mọi thứ, mạng xã hội lại láo nháo, chia phe chửi nhau. Việt Tân sau thời gian im lặng, giờ cũng tranh thủ nhờ sự khuấy nước của bà Cuộn mà quay trở lại. Vì sao bà làm thế? Đơn giản là bà đang lợi dụng danh tiếng của thầy Minh Tuệ để gây chú ý về mình, đồng thời tạo tiền đề để dư luận ồn ào trở lại. Nhiều luận điệu xuyên tạc bắt đầu nóng lên như rằng tu đầu đà không giúp gì cho đời, tu chỉ được lợi cho ông Minh Tuệ, nên về mà thần tượng cha mẹ, chứ đừng thần tượng ai hết. Ừ, đừng thần tượng ai hết, chỉ thần tượng mụ Cuộn thôi, không thần tượng mụ ấy, coi chừng mụ ấy là quất như đã quất hai giám thị trại giam. Có nhiều người ngụy biện cho bà hờ, rằng bà sẽ nói sau lưng thầy Minh Tuệ là dân, Phật. Dạ thưa, đừng có xảo ngôn. Trong bối cảnh nhắc đến thầy Minh Tuệ, bà đã liên tục nhắc đến phản động như có người phụ nữ là đến gặp bà ta, nhờ chuyển lời của Việt Tân. Vô tù ở chung với nhóm phản động, bị họ lôi kéo theo nhóm ba sọc, và rồi bà nhấn mạnh là biết ai sau lưng thầy Minh Tuệ. Rõ ràng thế, nên xảo ngôn, lấp liếm gì nữa. Có đứa bình luận, tại sao tụi mày sợ cô tao vạch trần ông Minh Tuệ dữ vậy? Dạ thưa, chúng tôi thách cô mày vạch mà, vì chúng tôi xác định cô mày mà vạch thì tự cô mày tự cắm đầu vô tường. Nhưng cô mày nào dám vạch? Chúng tôi dám chắc, ngày 20 tháng 10 cô mày nếu có nói đến thầy, thì chỉ dám nói nước đôi, nhưng khen nhiều hơn chê. Câu hỏi, ai nguy hại nhất cho đất nước trong thời gian qua, ai chủ động cầm trống khua chiêng gây náo loạn? Câu trả lời ai cũng biết. Mụ ta ngang nhiên kéo quân đi từ nhà này đến cơ quan nọ, từ Nam chí Bắc trong mùa dịch Covid, đã từng lên gào thét từ Bắc chí Nam, từ dân thường đến quan chức, từ nghệ sĩ, đến luật sư, nhà báo. Ai cũng bẩn hết, nào là nghệ sĩ bẩn, luật sư bẩn, nhà báo bẩn. Ừ, chắc chỉ mình bà ấy sạch, không biết lấy gương soi lại lịch sử đời mình chưa? Sạch dữ lắm nên mồm mở ra là cồn lào, rượu được, bốn lù, là quất cả chân tu. Sạch nên mới tuyên truyền rằng, ngoại tình để trải nghiệm, làm lũy vì đam mê. Rõ ràng tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được kiến thức, nhân phẩm, nên dù giàu có đến mấy, cũng không thể che giấu nổi cái sự thất học của mình. Mùa dịch đau khổ, tang thương, mụ ấy vừa livestream nhảy nhót, uống rượu, hát ca và chửi. Mụ này chế lời bài hát tiếng chạy trên shop bơm bo, ban đêm thì giả gạo mà ban ngày thì làm tình. Đây bẩn bựa và vô học, đòi tự thiêu, đòi đem Việt Nam bêu trên trường quốc tế để không ai đầu tư nữa, vân vân. Thiệt là khiếp hãi. Tóm lại ở cái thế của mụ, vừa ra tù, lịch sử sách động, hàng loạt phát ngôn của mụ là miếng mồi béo bở cho phản động, đến nay vẫn còn đầy rẫy trên mạng xã hội. Nên mụ là miếng mồi ký sinh của ba sọc số 1 Việt Nam, không ai qua mụ đâu, nên bớt ra vẻ ta đây, rồi chỉ ra ai sau lưng thầy Minh Tuệ. Tin tức thì lượm nhặt trên mạng xã hội, dựng chuyện nằm mơ rồi lên la làng như thật, đã ở tù vì hành vi đó, còn chưa rút kinh nghiệm, lại cứ gào tôi đã quất là không trượt. Cái miệng ra vẻ, phóng đại, điều toa không bỏ. Dựa vào đâu để nói một nửa ngưỡng mộ, một nửa chống đối thầy Minh Tuệ, 50-50, ai chống đối thầy, chống đối một người đã buông bỏ tất cả, không có gì trong tay, chỉ biết tu, ăn ngày một bữa, tối ngủ nghĩa địa để làm gì. Tự dưng nghĩ lại,
việc ông chồng đòi giám định tâm thần của bà ấy là hợp lý. Câu hỏi, liệu thầy Minh Tuệ có làm huyên náo xã hội không? Luật sư Trần Vĩnh Thụy trả lời, xã hội tự huyên náo, ổng đâu kêu gọi hay kích động huyên náo, nên không thể nói ổng gây ra. Người kia không đồng ý, và lại chất vấn, nhưng ổng là nguyên nhân của sự huyên náo. Luật sư Thụy phản biện lại rằng, phải nói cho rõ, hành động của ông Minh Tuệ là thực hành việc tu của chính mình. Hành động đó xã hội tự nhìn nhận, tự đánh giá, và có hành động gì là quyền của xã hội. Ông ta không phải chịu trách nhiệm về hành động của xã hội. Bạn kia lại bắt bẻ, tu hành khất là bắt xã hội phải nuôi vì không làm ra của cải. Luật sư trả lời, xã hội có nhiều người, có người bố thí thì ổng nhận, người khác không bố thí thì thôi, không sao cả. Ổng xin bố thí, xin ăn công khai chứ không ép ai, gạt ai thì có làm sao đâu. Giả sử không ai cho chén cơm nào, thì đến lúc ổng sẽ đói rồi chết, thì đối với ổng cũng chẳng có làm sao, tất nhiên sẽ không thể có chuyện vậy xảy ra, người có lòng bố thí nhiều lắm. Người bạn lại nói tiếp, rồi ai cũng đi tu như ổng rồi ai làm ra của cải cho xã hội. Luật sư Thụy nói rằng, an tâm, chắc chắn 100% là không bao giờ có chuyện cả xã hội đi tu, và tu theo pháp của ông Tuệ thì lại càng ít. Đời này sinh ra mỗi người một việc, cả đống người không tạo ra của cải vật chất, nhưng xã hội vẫn nuôi sống họ. Người bạn của ông Thụy lại chưa cam tâm mà nói rằng, nhưng ổng nói ổng tu cho bản thân, chứ không có độ ai, giảng đạo gì cho ai, thì ổng giúp được gì cho xã hội. Đúng là thầy Minh Tuệ tu cho bản thân, không tạo ra của cải, không có tiền đi giúp người nghèo. Nhưng sự thật, nhiều người đã được nuôi dưỡng tâm hồn, nhận được năng lượng tích cực từ thầy Minh Tuệ, bỏ bớt tham lam, sống lương thiện, cùng nhau đi làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Người bạn lại chưa vừa lòng mà cảm thán, tính ra ổng là người đi tu bình thường thôi, mà thấy nhiều người tôn sùng ổng như bậc thánh, thấy lố. Thực ra thì xã hội tự lố, chứ ổng không lố, hay làm gì có chủ đích để người ta lố. Mọi thứ liên quan thầy Minh Tuệ là diễn biến tự nhiên, tự nguyện, tự tìm đến thầy, chứ thầy không giảng pháp, không kêu gọi, thậm chí 5 lần 7 lượt nói rằng, con chỉ đang tập học, con chưa độ được gì cho ai hết. Có thể thấy, thầy Minh Tuệ là nguồn cơn để nhiều người bắt đầu tìm hiểu Phật, tin vào điều thiện lành, để sống cho lành. Thầy đã mang lại nhiều giá trị vô hình, mà tiền bạc, kim cương không so đo, đong đếm được. Nếu một người đem đến cho bạn túi tiền, nhưng tâm bạn vẫn sân si, tham ác, thì hậu quả là bạn có thể khiến nhiều người khác khốn khổ vì bạn. Còn nếu một người đem đến cho bạn sự giác ngộ, thì bạn sẽ sống tốt, không gây khổ đau cho người khác. Có thể lao động kiếm tiền mua vật chất, nhưng có vật chất chưa hẳn mua được đạo đức. Người ta quỳ lạy trước chân tu, chứ không ai quỳ lạy trước người giàu. Do đó, giá trị tinh thần là vô cùng quý. Đó là lý do vì sao một người vô sở hữu như thầy Minh Tuệ lại được dân kính trọng nhiều như vậy. Sưu tầm được bài thơ mét ngay cho quý vị. Người tu lên trời người tu, người tu tắt thở, người tu ngồi thiền, người tu cứ chửi người tu, người tu không biết người tu là ai, người tu ra rã bên tai, làm cho làng nước ai ai cũng phiền, người tu chỉ biết ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật về miền vãng sanh, người tu ăn nói lanh chanh, 5 lần 7 lượt muốn giành phần hơn, người tu gạt bỏ oán hờn, mặc cho ai đó thiệt hơn với mình. Cô tao á đang trong cái tư thế đó chính là lùi cũng được mà tiến không xong. Cô tao tiến ấy thì cả nước chửi đấy, mà cô tao lùi á thì nó vừa nhục vừa hèn. Cho nên là chúng mày cứ từ từ, cứ bình tĩnh. 20 tháng 10 này là cô tao sẽ có cách. Mà cô tao nó không lùi được, không tiến được thì cô tao lật lọng có gì đâu. Với cô tao là cái gì cô tao cũng làm được. Cô tao đã xác định cô tao là mẹ thiên hạ rồi. Thế cô tao cái gì cũng làm được, vào tù cô tao còn làm được, không chỉ là cái gì mà cô tao đi tù 2 năm rồi. Cái 20 năm mà có sao đâu. Với cô tao không có gì là không thể. Cô tao chửi bất chấp luôn. Cô tao chửi nghệ sĩ, để không có một nghệ sĩ nào dám hát, một mình cô tao hát luôn. Đấy các anh chị em thấy không? Cho nên cô tao là đỉnh của chóp luôn. Bao nhiêu ngày qua là cô tao là ngay cả đi tù mà cô tao cũng xác định là cô tao phải ở trên đỉnh. Cho nên là cô tao là chất nhất của đất, kim cương của tao có một rổ cơ mà. Làm sao mà nồi cơm điện có thể so sánh được? Lõi nồi cơm điện nó là gì? Với cô mẹ riêng cô tao á là nó chất và nó ở cái tầng nó cao lắm chứ không phải bình thường, người thường không đỡ được đâu. Đấy, ông trời cô tao không tha. Phật đối với cô tao á là không là cái gì hết. Cô tao chiến tất tần tật luôn. Đấy, cô tao nó càng ngày càng chất, cô tao rất nhiều chiêu bài. Đặc biệt là kêu chiêu bài lật lọng của cô tao á là nó đỉnh ở chóp luôn đấy. Cái trò nào cô tao chả làm. Có một ai ở trên đất Việt này bằng cô tao. Và cô tao là sao? Là chuyên theo kiểu là sao? Bất kể một ai làm gì không bằng cô tao.
thì cô tao là vì nước vì dân. Cho nên đợt này á là cô tao chơi phát trung thân để cho đất nước bình yên. Đấy mới thật sự là xứng đáng với cô tao. Thầy Minh Tuệ đã ẩn tu, mọi chuyện đã và đang lắng xuống. Vậy có người khơi mào làm ồn ào trở lại là vì động cơ gì? Thượng tá, nhà báo, nhà văn Nguyễn Hồng Lam, hiện tại là phó trưởng cơ quan đại diện của Cục Truyền thông Công an Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có bình luận gây chú ý như sau. Có giác vàng hay treo lủng lẳng kim cương, sâu bọ cũng chẳng thể thành người. Kết châu hạng 3 cứ tưởng mình là sô-cô-la hạng nhất. Ông thừa nhận với độc giả là đang nổi cáu và lần đầu tiên phải chửi vì quá cáu. Ông nói thêm, trong trường hợp này, sự hiếu kỳ, tung hô vô minh của đám đông đang khiến con gâu gâu mọc thêm răng. Ông cho rằng có phần trách nhiệm của những kẻ biết, nhưng yếm thế như chúng ta. Ông thấy xấu hổ vì không làm được gì nhiều hơn để thay đổi. Ông khẳng định, bệnh gì cũng có thể chữa, nhất là khi có đủ tiền. Bệnh hoang tưởng ngứa mồm thì không, càng lắm tiền, bệnh càng trầm trọng. Từ một người đàn bà nổi điên vì bị phụ tình, bỗng trở thành vì yêu dân, thương dân và được dân thương, thật đảo điên. Luật sư Nguyễn Danh Huế, có status, thầy Minh Tuệ đã ở tầng rất cao rồi, nên bọn ruồi nhặn chỉ vo ve sân hận tí thôi, chứ quất sao được thầy. Rõ ràng là thế, ngôn ngữ hàng chợ ấy, có thể quất ai chứ làm sao quất thầy Minh Tuệ. Tu mà cứ đòi quất tu thì quất kiểu gì. Tóm lại mình cứ thanh sạch đi đã rồi muốn nói gì thì nói. Điều nực cười là chúng tôi đã phân tích, cặp mắt long sòng, hơ tay, chỉ trỏ rất ngạo mạn khi nhắc tên thầy Minh Tuệ, đòi chỉ ra đúng, sai của thầy đầy trịch thượng, dùng từ giang hồ, là đòi quất liên quan vấn đề của một người tu, dành thị phần thần tượng, khi kêu gọi phan thần tượng mình về thần tượng bố mẹ, còn bản thân mình, không được thần tượng, thì cây cú phốt cả giám thị trại giam. Thế nhưng, khối kẻ ra vẻ ngây thơ để ngụy biện, tẩy trắng cho bà này, rằng bà ấy chưa nói gì xúc phạm. Dạ thưa, thái độ bề trên rõ mồn một như thế đối với một vị chân tu, mà chưa xúc phạm thì còn như thế nào mới là xúc phạm? Thầy đang ẩn tu, mọi chuyện đang lắng xuống, con cuộn khơi mào là ý đồ gì? Nếu tuần tới bà ta có quay xe, nịnh nọt để lấy lòng fan của thầy Minh Tuệ, thì đó cũng là do áp lực bị quay lưng của cộng đồng mạng, chứ không phải yêu thương gì. Cho nên bà ta có đúng chăng nữa trong tuần tới là vì bị cộng đồng mạng quất cho bài học. Do vậy bớt đặt vấn đề rằng nếu tuần sau chị tụi tao khen thầy thì tụi mày đi đầu xuống đất nha. Xin thưa fan của chị Cuộn, fan của thầy Minh Tuệ đã đi guốc trong bụng rồi, chúng tôi dự đoán hết rồi. Bà ấy kiểu gì cũng khen nịnh để cứu vãn tình thế, nên bớt lu loa theo kiểu muốn nói ngược, nói xui gì cũng xong. Hứa vĩnh viễn không livestream với câu chốt đầy cảm động, giống như người tử tế, cuối cùng vẫn like như chưa từng tuyên bố dừng, thì có gì mà không lật ngược lật xuôi được. Hiện tại, fan chị Cuộn đang tấn công fan thầy Minh Tuệ, nói xấu thầy cũng không ít, nhưng phải nói fan thầy có mặt khắp nơi trên toàn thế giới, cho nên áp đảo hoàn toàn fan chị Cuộn. Người ta kính trọng thầy và tự đi tìm thầy, kiểu hổ xạ tự nhiên hương, chứ không như ai kia gào rú suốt trên mạng xã hội để thuyết phục fan. Thầy Minh Tuệ không phải làm gì ngoài tu thôi, và cứ thế Phật tử khắp nơi tự hướng về thầy. Do vậy phải nói, fan thầy Minh Tuệ đông nhất hiện nay, có tâm, có trí dữ lắm, không giống fan ai kia đâu. Quá trình theo dõi, nguyên ngày 15 tháng 10, rất nhiều bài tẩy trắng cho bà này, thậm chí nhiều kênh còn lên án fan của chị là fan nửa mùa, rằng chưa gì mà quay xe với thần tượng. Chúng tôi lại khen những fan nửa mùa đó, vì đến giờ họ mới giác ngộ ra bản chất của bà ấy, nhờ kính chiếu yêu của thầy Minh Tuệ. Ngộ ra rồi, thì chạy ngay còn kịp, chứ yêu đương gì tầm này nữa. Họ đã bị dắt mũi quá lâu rồi. Liên quan vị quốc mẫu tự phong, tạp chí Người Phật Tử, với tựa đề cuồng ngôn trên mạng xã hội và những hệ lụy cần lưu ý, có đoạn như sau. Ngày 13 tháng 10 năm 2024, câu chuyện về một người được xem là có tiếng trong làng bóc phốt khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội với đa phần những lời bình luận phản đối, nhiều hơn là đồng ý, bởi sự sân si hiện rõ trên gương mặt của người này với những lời cuồng ngôn loạn ngữ nhắm vào một người tu hành tứ đại giai không, và sau đó là những lời mang nặng tính mỉa mai, nhạo báng để chỉ trích những nhà tu hành khác về hành vi mà người này cho rằng chưa phù hợp. Chưa cần biết người này nói đúng hay sai, nhưng trước mắt người ta nhìn thấy một người tâm chưa an tịnh, bản chất còn đầy rẫy tham sân si trong từng câu nói, từng cử chỉ khi đưa ra những quan điểm đề cao giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần. Việc tùy tiện cho rằng người tu hành là họ tu cho họ, họ được phước cho họ chứ đâu cho ai, đã đi ngược lại giá trị hoằng pháp độ sanh mà nhà Phật mang lại, bởi Đức Phật cũng là người từ bỏ tất cả hư vinh, từ bỏ vật chất ngai vàng để tìm ra con đường giác ngộ và thoát khổ cho nhân loại. Những giá trị Ngài mang lại không từ vật chất mà từ sâu thẳm chân tâm, để con người biết buông bỏ bớt,
những bon chen tham vọng, ngũ dục lục trần, có hiểu được chân lý của đau khổ mới giúp con người thoát khổ. Và một minh chứng mà chúng ta nhìn thấy ngay trước mắt, đó là dù có ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng lòng chưa buông bỏ được sân si, vẫn còn đề cao giá trị vật chất, vẫn còn chìm đắm trong hoang tưởng hơn thua, vẫn còn thích sự tung hô giả tạm, thì tâm vẫn còn ngụp lặng trong đau khổ. Thực sự, có những điều không mua được bằng tiền, đó là trí tuệ và nhân cách sống. Và cũng sự thật, chúng tôi quá bội thực vì cái cách khoe của hợm hĩnh, mở mồm toàn vật chất phủ phê, thái độ coi khinh người nghèo, người ăn mì tôm, ở trọ. Xã hội giờ lừa nhau nhiều lắm, bao nhiêu vụ lừa đảo qua mạng rồi. Đã đến lúc chúng ta cần tỉnh táo, tìm hiểu về một con người, có những người đã từng làm tan nát những gia đình khác như thế nào, đã từng phản bội, hoặc từng khiến những người đàn ông đầu ấp tay gối của họ phải vào tù như thế nào, tỉnh táo để tìm hiểu dữ liệu cứu giúp trẻ em mà các bệnh viện đưa ra, xem có giống lời ai kia nói hay không. Mùa dịch 3 năm trước có người đã phốt các bệnh viện, phốt bác sĩ Trương Hữu Khanh và bị các bệnh viện công khai số liệu, những phương cách luồn lách như lợi nhuận công ty 20 hoặc 40 năm sẽ làm từ thiện, ôm cái bảng to chà bá chụp hình đăng báo, thiên hạ khen nức nở. Nhưng dạ thưa, nghe con số 20, 40 năm hoành tráng quá chừng, nhưng phải là lợi nhuận cơ. Còn thực tế thì công ty cứ lỗ âm vốn hoài trong nhiều năm, thì quý vị hiểu sao rồi. Nguyên một mùa drama, quá nhiều lời hứa cho sang mồm mà không thực hiện, cộng đồng mạng thì nghe xong vỗ tay tán thưởng, hoàn toàn không theo dõi xem lời hứa đó có được thực hiện không, hay chỉ nói cho sang thôi. Theo dõi báo chí, chúng tôi thấy có những kiểu hứa hai hàng như công ty chúng tôi dành toàn bộ lợi nhuận hàng chục năm làm từ thiện, kiểu cầm đèn chạy trước ô tô, sau đó thì công ty làm ăn lỗ sặc cơm luôn. Nói về vấn nạn lợi dụng hoạt động từ thiện để rửa tiền, trốn thuế, lợi dụng tài trợ để tác động nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, báo điện tử của chính phủ cũng đã nêu ra rất rõ. Đừng cứ nghĩ ai đó hoạt động từ thiện là tâm họ đều tốt, nhiều khi còn có động cơ hoạt động từ thiện chỉ là chiêu bài, tấm bình phong che đậy. Do vậy, để nhìn nhận xem ai đó từ thiện từ tâm hay từ thiện nhưng tâm không có thì không khó để nhận diện. Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp từ thiện trong âm thầm, không mượn cớ từ thiện để cao ngạo, hạ bệ người khác. Nếu một người nói xấu không chừa một ai, từ người sống đến người chết, từ già đến trẻ, từ bạn thân đến lão chồng, con chồng, vợ cũ của chồng, không thích ai trong thiên hạ thì bị đặt ra để vu khống, làm cho họ đau khổ, mất danh dự mới vừa lòng hả dạ, thì họ là Atula đội lốt. Chợt nhớ đến mấy con yêu quái trong bộ phim Tôn Ngộ Không quá quý vị ơi. Thật sự, chúng ta rất mừng vì cuộc đời này có một thầy Thích Minh Tuệ, nhờ thầy đã soi thấu tâm địa, bản chất của nhiều người, cứ đơn giản, tối giản, buông tham như thầy mà đời hạnh phúc. Chứ lủng lẳng kim cương mà lòng sân hận thì khổ đâu chứ hạnh phúc gì. Quý vị khán giả thân mến, vì cũng vừa nghe một đoạn phóng sự nói về cái việc lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng lên thách thức rồi đòi quốc sư Thích Minh Tuệ gì đó vân vân. Đó thì qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy rằng đụng ai không đụng, đụng đến sư Minh Tuệ yêu kính của mọi người thì bà này hơi bị mệt đúng không ạ? À? Thì để xem là cái sự việc ngày 20 tháng 10 sắp tới đây có diễn ra và có nói về sư Thích Minh Tuệ hay không thì chúng ta còn chờ đợi thời gian, và Hiếu sẽ cập nhật để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết vào trong những video tiếp theo. Quý vị khán giả có ý kiến và nhận định như thế nào qua cái đoạn phóng sự vừa rồi thì quý vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét nhé. Tiện tay bấm một like, một đăng ký kênh và chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta cùng yêu thương và ủng hộ sư Thích Minh Tuệ nha. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc tất cả vị khán giả xem kênh của Hiếu một lần nữa có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ.